Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Mình lại trở lại cùng Galaxy S22 Ultra. Và như clip trước, mình đã giới thiệu cho các bạn đâu đó khoảng 10 tips rồi. Và hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn khoảng thêm 10 tips nữa về Galaxy S22 Ultra để có thể sử dụng hết năng suất của chiếc máy này nhé. Và mình là Tùng. Trước khi bắt đầu video thì đừng quên like, share và subscribe cho Điện Thoại Vui TV để ủng hộ cho bọn mình nhé. Ok, let's go. Và mình đã quay trở lại với các bạn thêm 10 tính năng nữa cho Galaxy S22 Ultra. Và cái tính năng thứ 11 mà mình muốn giới thiệu với mọi người đó chính là cài đặt cho bút S Pen. Đầu tiên là chúng ta vào phần cài đặt. Sau đó ở đây các bạn chọn vô phần tính năng nâng cao. Chắc chắn rồi, phải chọn vô phần S Pen. Sau đó các bạn hãy nhớ chọn phần S Pen sang văn bản. Khi mà chúng ta bật cái tính năng này lên thì chúng ta có thể sử dụng bút để viết và nó sẽ tự động được dịch sang văn bản bình thường. Ngoài ra thì kéo xuống đây đó là kiểu menu. Đây là giao diện bình thường của mình và mình thấy là nó khá là chiếm diện tích của máy. Mình không hề thích như thế này một xíu nào cả. Cho nên là mình sẽ thay đổi. Mình sẽ chọn qua dạng thu gọn. Đó. Bây giờ thì cái mục hiển thị của S Pen nó đã gọn hơn rất là nhiều. Nó chỉ còn nằm ở bên một góc màn hình mà thôi, không còn tràn ra toàn bộ màn hình như hồi nãy nữa. Tính năng thứ 12 mà mình muốn giới thiệu với mọi người, nó cũng nằm trong phần nâng cao luôn, đó chính là phím cạnh. Bình thường thì mình không quen sử dụng những thiết bị Samsung. Và lúc mà mình ấn nút tắt nguồn ở đây, nó sẽ không ra tắt nguồn mà nó sẽ ra gọi Bixby. Tuy nhiên thì chúng ta có thể vào đây để setup. Đầu tiên là nhấn 2 lần vào nút nguồn, khởi động máy ảnh nhanh hoặc là mở ứng dụng. Và mình rất là thường xuyên coi Netflix cho nên là mình đã setup là mở ứng dụng Netflix. Ngoài ra thì các bạn có thể thay đổi mở một ứng dụng nào đó khác các bạn thường xuyên sử dụng hơn, chẳng hạn như là YouTube. Và phần nhấn giữ các bạn hãy nhớ là thay đổi từ Bixby sang menu tắt nguồn. Hoặc là các bạn thấy là các bạn cần sử dụng Bixby thì các bạn có thể setup thành sử dụng Bixby. Với mình thì Bixby khá là vô dụng ở đây nên là mình sẽ dùng nó để tắt nguồn. Tính năng thứ 13 cũng là một tính năng nằm ở trong phần nâng cao này luôn, đó chính là chuyển động và thao tác. Ở đây các bạn có thể thiết lập nhấc lên để bật điện thoại, chạm 2 lần để bật màn hình, chạm 2 lần để tắt màn hình và bật màn hình luôn bật Always On Display. Và bình thường thì mình nghĩ là mình không cần chạm 2 lần đâu, mình chỉ cần nhấc lên để nhìn thấy thôi, đỡ mất thời gian để chạm. Và chạm 2 lần để tắt màn hình thì nó quá là tiện rồi, cho nên là mình luôn để nó như thế này. Còn một điều nữa là mình phải bật luôn bật màn hình khi đang xem, tại vì khi mà mình để như thế này một khoảng thời gian sau thì máy của mình nó sẽ tự tắt và mình không hề thích điều đó một tí nào. Mình sẽ phải cài đặt lại là thời gian để tắt màn hình. Tuy nhiên thì bây giờ mình chỉ cần bật cái tính năng luôn bật màn hình khi đang xem lên. Đó, và Samsung có nói rằng sử dụng máy ảnh phía trước để phát hiện khuôn mặt của bạn là có đang sử dụng cái điện thoại này hay không. Nếu như chúng ta đang nhìn vô như thế này thì màn hình vẫn sẽ luôn sáng cho chúng ta. Và tính năng thứ 14 là tính năng cuối cùng ở trong phần tính năng nâng cao ở đây, đó chính là chế độ thao tác một tay. Tại vì như mình có chia sẻ thì cái màn hình của chiếc Galaxy S22 Ultra này nó rất là to. Và khi mà mình cầm thì nó khá là nặng tay. Đó, nó sẽ như thế này. Và mình không hề thích nó to như thế này một xíu nào cả. Bởi vì những cái ở cao á, mình sẽ phải với. Cho nên là mình đã setup nó chế độ một tay. Chỉ cần vuốt từ trên xuống. Mình đã chuyển sang được chế độ một tay. Ngoài ra thì mình có thể thu gọn, thu nhỏ nó lại, di chuyển nó theo vị trí mà mình muốn. Bây giờ thì mình rất dễ dàng để sử dụng chiếc điện thoại này một tay. Tuy nhiên thì nó rất là phí đúng không? Chúng ta có một cái màn hình to vô cùng to nhưng mà lại sử dụng một cái màn hình bé xíu không để làm gì cả. Nhưng mà nó có thể sẽ phù hợp với những người có nhu cầu sử dụng những tính năng cao cấp nhưng mà không muốn nó quá to, không muốn phải vớ giống như thế này. Tính năng thứ 15 cũng là một tính năng mà mình muốn nói nhiều hơn về phần màn hình. Như hồi nãy mình có chia sẻ thì máy quá là to, mình sẽ rất là ngại vớ lên như thế này. Cho nên là mình đã setup nó chỉ cần bất kỳ chỗ nào trên màn hình mình vuốt xuống nó đều có thể nhận được cái thanh Control Center. Và để cài đặt như thế nào? Các bạn ấn giữ ở màn hình chính, sau đó các bạn sẽ vào phần cài đặt. Ở đây chúng ta có phần vuốt xuống để xem bảng thông báo, các bạn chỉ cần bật nó lên. Bây giờ thì khi mà chúng ta vuốt bất kỳ chỗ nào trên màn hình, thanh Control Center của chúng ta nó cũng được vuốt xuống dưới. Tính năng thứ 16 lại là một tính năng dành cho bút S Pen. Khi mà chúng ta rút bút S Pen ra thì đây là giao diện của bút S Pen. Và chúng ta có thể thêm một dấu cộng ở đây để có thể thêm những thứ mà chúng ta muốn thêm. Đó, mình có thể bỏ bớt đi như là screen drive, bỏ nó đi, thay nó bằng viết vào lịch. Đó, chúng ta có thể thoải mái thêm những cái chúng ta cần thêm. Hoặc là các bạn thêm vào phần cài đặt, thêm bộ sưu tập để chúng ta xem ảnh, vẽ vời lên ảnh. Đây, mình sẽ đưa nó lên đây. Bây giờ thì cái thư mục bút S Pen của mình nó đã dài ra khá là nhiều rồi. Tính năng thứ 17 mà mình muốn giới thiệu với mọi người, đó là một tính năng mà chúng ta phải dùng bút S Pen thì mới có thể sử dụng được. Đầu tiên là mình sẽ vào YouTube. Mình sẽ chọn một video bất kỳ mà mình muốn xem. Sau đó thì có những đoạn mình cần cắt ra để làm GIF.
Đầu tiên thì các bạn hãy nhớ rút bút S Pen ra nhé. Sau đó thì chọn vô phần icon của bút S Pen ở đây. Sau đó các bạn chọn vô phần Smart Select. Ở đây chúng ta hãy chọn vô phần GIF. Bây giờ thì mình sẽ canh vô phần MV ở đây. Mình sẽ cho nó gọn lại. Sau đó thì mình sẽ cho MV này chạy và ghi nó lại. Tuy nhiên thì đây là một cái GIF cho nên là chúng ta có thể sử dụng 15 giây mà thôi, không thể quay lại nhiều hơn. Bây giờ thì dừng và lưu nó vào máy. Đây, mình đã có một cái GIF tự cắt ra từ trên những video. Và chúng ta có thể sử dụng cái này để quay lại những video, những cái video meme, những cái cảnh mà chúng ta muốn gửi cho mọi người, gửi cho bạn bè. Và nó rất là nhanh, nó rất là gọn cho chúng ta. Tính năng thứ 18 mà mình muốn giới thiệu với mọi người, đây cũng là một tính năng mà đố các thiết bị iPhone có thể làm được, không một thiết bị iPhone nào có thể làm được. Đó chính là sạc ngược không dây. Các bạn chỉ cần kéo được thanh Control Center xuống, thêm những thao tác ở đây và chọn vô phần chia sẻ pin. Tại vì mình đã có thử nghiệm sẵn rồi và mình đã lôi nó từ trong này ra ngoài, nên là đây, hãy nhớ là chia sẻ pin không dây nhé. Bây giờ thì các bạn chỉ cần bật chia sẻ pin không dây lên. Sau đó thì các bạn đưa điện thoại của các bạn vào sạc là chúng ta có thể sử dụng được rồi. Rất là nhanh và rất là nhạy cho chúng ta luôn. Tuy nhiên thì mình không hề khuyến khích các bạn sử dụng tính năng sạc ngược này đâu. Tại vì trong những trường hợp khẩn cấp cần thiết lắm thì chúng ta mới nên sạc ngược. Ngoài ra thì trong cái quá trình chuyển giao năng lượng từ chiếc điện thoại này qua chiếc điện thoại khác thì nó cũng hao tổn rất là nhiều. Tính năng thứ 19 đó là một tính năng mà mình nghĩ là khá nhiều người cần nhưng mà lại không biết bật nó ở đâu. Đó chính là bật phần trăm pin. Chúng ta phải vuốt xuống như thế này, còn mình muốn nó hiển thị ở trên này luôn. Chúng ta sẽ không vào pin để có thể tìm thấy, mà bây giờ Samsung đã di chuyển nó đưa vào trong phần thông báo. Đầu tiên là vào phần cài đặt. Sau đó các bạn chọn vô phần thông báo. Thông báo nhé. Ở đây chúng ta chọn vô phần cài đặt nâng cao. Và ở phần cài đặt nâng cao này chúng ta mới có thể hiển thị phần trăm pin lên được. Đó, bây giờ thì mình mới có thể bật hiển thị phần trăm pin. Ngoài ra thì chúng ta có thể setup về phần thông báo nổi. Mình sẽ tắt thông báo nổi đi, hay là bong bóng giống như Messenger. Nó sẽ chia ra giống như thế này. Hoặc là dạng xem báo úp thông minh. Và cái báo úp này mình thấy nó không thông minh lắm. Mình đã quá quen với những cái bong bóng Messenger rồi. Mình sẽ để nó như thế này. Và tính năng cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với mọi người đó chính là chia đôi màn hình. Đây, bình thường thì mình rất hay vào S Forum để mình lấy tin, mình viết Apple News, các thứ. Và nó sẽ rất là mất thời gian khi mà mình phải chuyển qua liên tục. Bây giờ thì mình chỉ cần ấn như ở đây, sau đó chọn vô phần mở ở dạng chia màn hình. Sau đó thì ở dưới này mình sẽ chọn vô phần ghi chú. Đó thì nó sẽ rất là thuận tiện, nó sẽ dễ dàng hơn. Mình chỉ cần kéo ở đây, kéo nó xuống, copy và lại vào đây dán nó thôi. Rất là nhanh, rất là tiện dụng luôn. Và cái tips này sẽ rất phù hợp với những người sử dụng S22 Ultra, tận dụng hết sức có thể về cây bút, về màn hình để chúng ta có thể dùng nó là một thiết bị phục vụ cho công việc của chúng ta. Đó, nó phục vụ rất là tốt cho công việc luôn. Và cuối cùng, đây không phải là tips mà là một mẹo bonus. Thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng nhầm khi mà các bạn thấy ở đây. Đây là cái khe để chúng ta chọc sim và đây là cái lỗ mic để thu âm. Nó rất là dễ giống nhau và nếu như chúng ta không để ý, chúng ta chỉ cần chọc vô cái lỗ mic này thì coi như là xong rồi. Điện thoại của chúng ta đã hư cái mic. Rất là xui. Và đây là một cái cảnh báo cho các bạn nhé. Và mình đã chia sẻ cho các bạn 20 tips về Galaxy S22 Ultra. Các bạn thấy những cái tips này nó như thế nào? Nó có cần thiết, hữu dụng hay là vô dụng? Để lại bình luận cho mình biết với nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Điện Thoại Vui TV để ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye.